Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem một cái bộ camera 360 thật xịn sò đã lắp lên một chiếc xe Honda Accord 2010 quý vị và các bạn nhé. Tôi sẽ bật điện cho quý vị và các bạn cùng xem này. Bộ camera 360 rất là xịn sò. Đấy, tôi chỉ cần bật điện lên thôi là bắt đầu cái màn hình nó sẽ khởi động. Nó sẽ quét hết toàn bộ xung quanh cái vị trí mà chiếc xe mình đang đỗ đây quý vị và các bạn nhé. Đấy. Để nó thấy được hết là xung quanh của mình như thế nào. Camera hành trình, camera 360, xin lỗi quý vị các bạn nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ nổ máy lên, nó sẽ hiển thị lên luôn là xung quanh của chiếc xe mình đây ạ. Đằng sau này, đằng trước này, hai bên. Và đặc biệt là nếu như tôi sẽ bật cái xi nhan này lên thì là nó sẽ báo hết cả xung quanh này, bên lái này, bên phụ này. Đấy, và nó tắt đi. Hoặc là nếu như đang đi đường, chúng ta muốn đang đi đường thì là nó sẽ hiển thị như này. Và nếu như chúng ta mà xi nhan bên trái thì nó sẽ hiển thị lên vào bên trái để cho cái mình xem mình cua xi nhan ra bên phải này. Đấy, thì nó sẽ lại hiển thị về bên phải này. Rất là xịn sò quý vị và nhé, phiên bản camera 360. Mm-hmm.